Xin chào các bạn. Ở video này thì dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc sẽ chia sẻ và cùng các bạn nghiên cứu về cái nghị định số 52 năm 2021, nghị định chính phủ. Nghị định này thì có được ký ngày 19 tháng 4 năm 2021, và nghị định nội dung nghị định này đó là gia hạn thì thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2021. Đây là cái lần thứ hai liên tiếp mà chính phủ ra cái nghị định làm gia hạn nộp thuế. Ở năm 2020 thì chính phủ có ra cái nghị định 41 năm 2020 để cho các doanh nghiệp là gia hạn tiền nộp thuế và tiền thuế đất. Và năm nay dưới ảnh hưởng của dịch Covid thì chính phủ lại tiếp tục ra cái nghị định số 52 2021 và được ký ban hành vào ngày 19 tháng 4 năm 2021. Bây giờ mình sẽ mở cái nghị định số 52 này lên để chúng ta cùng chia sẻ và trao đổi với nhau. Nghị định số 52, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, gia hạn với thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất của năm 2021. Nghị định này thì có 5 điều và một phụ lục. Đây là điều thứ 5. Bây giờ tôi sẽ cùng các bạn nghiên cứu cái nghị định này. Là căn cứ vào luật tổ chức chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, luật sửa đổi bổ sung của một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, căn cứ vào luật là quản lý thuế số 38 ngày 13 tháng 6 năm 2019 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính chính phủ đã ban hành nghị định gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất cho năm 2021. Điều 1 là phạm vi điều chỉnh. Nghị định này là quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất. Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau: doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành nghề kinh tế. Điểm A khoản 1 điều 1 đó là ngành nông nghiệp này, lâm nghiệp và thủy sản này. Điểm B là sản xuất, chế biến thực phẩm, dệt, sản xuất trang phục, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, giường, tủ, bàn ghế, sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và các vật liệu bện, vân vân. Tiếp theo đó là xây dựng này. Rồi khoản D đó là hoạt động sản xuất, hoạt động xuất bản, hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình và ghi âm, sản xuất âm nhạc, xuất bản âm nhạc. Để nó khai thác dầu thô hoặc khí đốt tự nhiên. Và chi tiết thì các bạn có thể download cái nghị định này về để có thể nghiên cứu kỹ hơn. Mình sẽ để cái link để các bạn download ở phần dưới mô tả của cái video này. Có gì các bạn có thể download đó. Tiếp theo đó là danh mục ngành nghề kinh tế nêu tại khoản 1 điều 2 điều khoản 1 và khoản 2 điều này được xác định theo nghị quyết số 27 năm 2018, quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 6 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Chúng ta có thể đào về và nghiên cứu và xem cái doanh nghiệp của mình có nằm trong cái đối tượng được gia hạn nộp thuế trong cái theo cái nghị định này hay không. Tiếp theo đến cái điều 3, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất. Đối với thuế giá trị gia tăng, trừ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu à. Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp bao gồm cả thuế phân bổ cho các địa phương, cấp tỉnh và các nơi khác nộp thuế có trụ sở chính. Số thuế nộp theo từng lần phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 cho đến tháng 8 năm 2021 đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2021 đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Tức là các doanh nghiệp mà thuộc đối tượng được gia hạn theo cái nghị định này sẽ được gia hạn về thuế giá trị gia tăng kể từ tháng 3 cho đến tháng 8 đối với các cái doanh nghiệp mà kê khai theo tháng, và đối với các cái doanh nghiệp mà kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì sẽ được gia hạn quý 1 và quý 2.
Và thời gian gia hạn là 5 tháng đối với thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021, và quý 1, quý 2 năm 2021 thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2021. Đây có cái thời gian gia hạn là 3 tháng đối với thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2021, và thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp mà người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế giá trị gia tăng phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết hạn nộp thuế được gia hạn, thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. Ở đây là cái thời hạn này. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với kỳ tính thuế từ tháng 3 cho năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2021, và thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2021 chậm nhất ngày 20 tháng 10 năm 2021. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2021 chậm nhất ngày 20 tháng 11 năm 2021. Vì trình tự và thủ tục gia hạn, người nộp thuế được trực tiếp kê khai nộp thuế đối với cơ quan thuế thuộc đối tượng gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc là thay thế khi phát hiện là có sai sót bằng phương pháp điện tử, và gửi bản giấy trực tiếp hoặc là gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính theo mẫu phụ lục ban hành theo nghị định này. Đây chính là cái phụ lục ban hành theo nghị định này. Đây là cái phụ lục giấy đề nghị gia hạn nộp tiền gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Và người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về cái việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo nghị định này. Nếu mà người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiến hành nộp tiền thuế thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30 tháng 7 năm 2021 thì không được gia hạn nộp thuế tiền thuê đất theo cái quy định tại nghị định này. Tức là hạn cái nộp cái tờ khai gia hạn này, tờ phụ lục gia hạn là nộp thuế và tiền thuê đất là ngày cuối cùng là ngày 30 tháng 7 năm 2021. Tại cái thời điểm mình chia sẻ với các bạn cái nghị định 52 này thì trên cái cổng thông tin điện tử thuế e-tắc này vẫn còn chưa cập nhật cái phụ lục của cái nghị định này. Nếu các bạn mà muốn nộp thì các bạn có thể download cái mẫu phụ lục này và nộp bản giấy ra cơ quan thuế. Điều 5 là tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ngày ký là ngày 19 tháng 4 năm 2021, đã có hiệu lực rồi. Là Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, triển khai và xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghị định này. Như vậy là vừa rồi mình đã cùng các bạn tìm hiểu và nghiên cứu cái nghị định số 52 Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 4 năm 2021 gia hạn cái thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất của năm 2021. Nếu có vấn đề gì mà còn chưa hiểu hoặc là cùng còn thắc mắc thì các bạn có thể để lại comment ở phía dưới để chúng ta cùng chia sẻ trao đổi lẫn nhau. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công.